Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo Vi Thị Hồng, sinh năm 1984, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương và Hồ Đức Quỳnh, sinh năm 1998, trú tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, Hồng được một đối tượng tên Nhật ở Quảng Nam nhờ mua một bánh và hai cây heroin. Hồng mua được của một người đàn ông người Lào với giá 200 triệu đồng và yêu cầu Nhật 5 triệu đồng tiền công. Từ Quảng Nam, Nhật thuê Quỳnh ra Nghệ An để nhận hàng. Khi Quỳnh đến thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương để nhận ma túy, Hồng giả vờ nhờ chồng chờ đi khám thai. Trên đường đi, lấy cớ đi vệ sinh, Hồng nói chồng dừng xe, đi bộ cách đó 50 mét để lấy túi hàng, rồi chờ Quỳnh đi tới để giao hàng. Nhận hàng xong, trên đường trở về, Quỳnh bị công an huyện Yên Thành bắt giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Đức Quỳnh 20 năm tù, Vi Thị Hồng 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Dương Vi Thị Hồng vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cho tại ngoại và sẽ chấp hành sau khi hết thời gian chăm con nhỏ theo quy định.